Và quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bản tin cho biết Hạ viện đã sắp hoàn tất dự luật hỗ trợ kinh tế đợt thứ hai trị giá 1.000 tỷ Mỹ Kim. Theo như CNN, dự luật hỗ trợ tài chính đợt thứ tư để đối phó với các thiệt hại kinh tế tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra có thể trợ giúp các chính quyền tiểu bang và địa phương cùng là các cơ quan y tế số tiền lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim. Trong thư gửi các đồng viện, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, Đảng Dân Chủ, vào thứ Hai đã kêu gọi hãy áp dụng lời khuyên của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương để có biện pháp lớn vì lãi suất lúc này rất thấp. Theo lời bà Pelosi, bà nói rằng chúng ta phải có hành động táo bạo để hỗ trợ các chính quyền tiểu bang và địa phương chống lại COVID-19 liên quan đến các chi phí của họ cũng như việc thất thu tài chính. Trong khi đó, các cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc vào Chủ nhật nói rằng việc bàn tới dự luật trợ giúp thứ tư là còn quá sớm vào lúc này. Thưa quý vị, số người chết tại Hoa Kỳ vì COVID-19 vượt hơn 81.000 người. Tính tới chiều thứ Hai, số người chết vì đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ đã trên 81.795 người. Trong khi đó, nhiều thống đốc của Hoa Kỳ đang bắt đầu cho mở cửa nền kinh tế tiểu bang trong lúc tổn thất kinh tế ngày càng gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng lên mức 14.7% trong tháng 4, với 20.5 triệu người bị mất việc làm. Tòa Bạch Ốc và Đảng Cộng Hòa đang tranh chấp với phe Dân Chủ về các kế hoạch tài trợ người dân. Đảng Dân Chủ đang đòi chi thêm gần 3.000 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, các gia đình, tiểu bang và thành phố. Tuy nhiên, thì Đảng Cộng Hòa và Thống đốc và Tổng thống Donald Trump lại muốn tạm ngừng việc hỗ trợ tài chính để ưu tiên cho các chính sách khác, nhưng bảo vệ các cơ sở thương mại tránh khỏi trách nhiệm liên quan tới đại dịch. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm nhẹ vào thứ Hai do đầu tư lo ngại một làn sóng lây nhiễm mới sẽ dẫn đến một đợt phong tỏa thứ Hai. Nhiều tiểu bang hiện đã cho các cơ sở thương mại mở cửa trở lại một cách hạn chế. Chính phủ Tổng thống Trump tăng cường năng lực xét nghiệm COVID-19. Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai tuyên bố Hoa Kỳ trong tuần này sẽ vượt qua 10 triệu xét nghiệm COVID-19 và các tiểu bang sẽ nhận được thêm ngân khoản dành cho việc xét nghiệm. Theo Tổng thống Trump, Hoa Kỳ hiện đang thực hiện khoảng 300.000 xét nghiệm mỗi ngày và con số này sẽ tăng một cách đáng kể. Tổng thống Trump cũng thông báo các tiểu bang sẽ nhận được 11 tỷ Mỹ Kim để giúp cho các thống đốc đạt được mục tiêu xét nghiệm. Cũng tại buổi họp báo này, Tổng thống thông báo một số nỗ lực của chính phủ liên bang trong việc hỗ trợ các tiểu bang gia tăng năng lực xét nghiệm. Chính phủ của ông đã đạt được 5.000 máy ở 700 phòng xét nghiệm trên khắp 50 tiểu bang và các thống đốc đã biết được bằng cách nào để tối đa những tài nguyên xét nghiệm này. Tổng thống Donald Trump tranh cãi với nữ ký giả người Mỹ gốc Hoa. Một cuộc đụng độ đã xảy ra trong một cuộc họp báo về đại dịch COVID-19 được tổ chức ở sân cỏ của Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Hai. Tổng thống Donald Trump đã bị chất vấn bởi hai nữ ký giả, một của CBS News và một của CNN, và rồi ông ngưng cuộc họp báo sớm hơn dự tính. Buổi họp báo tại Vườn Hồng hôm thứ Hai là buổi nói chuyện với báo chí đầu tiên của ông Trump kể từ ngày 27 tháng 4. Khi đó, Tòa Bạch Ốc muốn giảm bớt mức độ thường xuyên của những buổi họp báo của Tổng thống về tình hình đại dịch. Quyết định giảm bớt một phần họp báo cũng vì Tổng thống Donald Trump đã bị chỉ trích sau khi ông gợi ý rằng giới y khoa hãy thử nghiệm xem việc bơm thuốc tẩy hoặc các loại thuốc diệt trùng khác vào cơ thể con người để chống siêu vi khuẩn COVID-19 có hiệu quả hay không. Tổng thống Trump bác bỏ nguy cơ COVID-19 lây lan trong Tòa Bạch Ốc. Phát biểu với báo chí tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng ngày 11 tháng 5, Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi muốn đất nước tiếp tục hoạt động, vì thế chúng tôi cho phép nhiều người ra vào Tòa Bạch Ốc. Hầu hết những người này đều được xét nghiệm. Mọi người đến văn phòng Tổng thống đều được xét nghiệm và vì thế tôi không cảm thấy dễ bị lây nhiễm virus. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, đang có những bước tiến to lớn trong việc tăng cường xét nghiệm và số ca mắc COVID-19 hiện đang giảm đi một cách nhanh chóng. Một số khu vực bên ngoài thành phố New York đã sẵn sàng mở cửa trở lại. Thống đốc của New York là Andrew Cuomo cho biết hôm thứ Hai rằng một số khu vực của tiểu bang bên ngoài thành phố New York có thể bắt đầu mở lại nền kinh tế vào cuối tuần này sau khi đáp ứng các tiêu chí liên quan tới việc nhập viện và xét nghiệm COVID-19. Ông Andrew Cuomo cũng cho biết các khu vực Finger Lakes, Mohawk Valley và South Tyre ở miền Trung và miền Tây New York đã hội đủ các điều kiện để mở cửa trở lại. Đáng kể nhất là số ca tử vong đã giảm liên tiếp trong hai tuần qua.
Thống đốc Andrew Cuomo cũng cho biết là một số hoạt động kinh doanh và giải trí có thể mở cửa vào ngày 15 tháng 5. Các khu vực đủ điều kiện cũng sẽ được phép mở lại ngay sau đó. Phần tin thị trường chứng khoán nối tiếp cho biết, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa đã có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghĩa hôm nay đã giảm đi 141.02 điểm, ngừng lại mức 24.077.30 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay giảm đi 21.53 điểm, ngừng lại mức 9.171.07 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay đã giảm 18.67 điểm, ngừng lại ở mức 2.911.47 điểm. Phần lời cùng cổ phiếu 10 năm là 0.69%. Và thưa quý vị, giá dầu thô hôm nay là 26 Mỹ Kim 58 sen, tăng 5.94% một thùng. Và giá vàng tao Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.706.40 sen một ounce, tăng 0.49 sen một ounce. Và tại Việt Nam thì giá vàng mua vào ngày hôm nay là 47.950.000 đồng một lượng và bán ra là 48.200.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim ngày hôm nay đổi được 23.420 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, Hoàng Quân và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.